Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội ghi nhận số ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nhanh, nhiều người nhập viện trong tình trạng nặng. Hiện nay, thành phố Hà Nội có 3 loại dịch bệnh đang lưu hành cùng lúc gồm COVID-19, sốt xuất huyết và cúm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi gặp triệu chứng sốt, ho, đau mỏi cơ thể nên đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám kịp thời. Hiện bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì vậy, các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là diệt bọ gậy, tránh để nước động, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, mặc áo dài tay, dùng kem bôi tránh mũi, ngủ màng kể cả ban ngày và ban đêm.